Kính chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, những ngày qua tình hình thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, gây bất lợi cho hoạt động sản xuất của bà con nhân dân các địa phương. Chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay sẽ cập nhật rõ hơn nội dung này để giúp cho bà con chủ động hơn trong sản xuất phòng chống thiên tai. Cùng với đó là nhiều nội dung đáng chú ý khác được chúng tôi tiếp tục chia sẻ trong 15 phút tới đây của chương trình. Mời quý bà con cùng theo dõi. 6 tháng đầu năm, Lâm Đồng xuất khẩu hàng ngàn tấn nông sản đi hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ. Giá kén thời gian qua tiếp tục ổn định ở mức cao, khuyến khích bà con nông dân Lâm Đồng tăng cường áp dụng nhiều kỹ thuật chăm tầm tiên tiến. Những ngày qua, nắng nóng liên tiếp gây cháy rừng tại nhiều địa phương miền Trung. Trái ngược với đó là hàng nghìn hecta lúa hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long bị đổ ngã do mưa, gió mạnh. Chuyện nhà nông, bất ngờ với câu chuyện gần nửa triệu đồng một ký vải thiều, hữu cơ vẫn không còn hàng để bán. Thưa bà con, với những đổi mới trong tư duy đầu tư nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao ngày càng bài bản và chuyên sâu, nông nghiệp Lâm Đồng đã từng bước nâng cao chất lượng nông sản cung ứng cho thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Theo số liệu của Trạm Kiểm dịch Thực vật Lâm Đồng, Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 2, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã xuất khẩu hàng ngàn tấn nông sản đến hàng chục quốc gia trên thế giới. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, 41 công ty ở địa phương đã xuất khẩu gần 160 triệu cành, cây, ngọn, hoa các loại, gần 2.300 tấn rau củ quả tươi và cấp đông các loại, gần 2.800 tấn khoai lang tươi, đông lạnh, trên 550 tấn hạt điều, hạt mắc-ca, hạt cà phê và trên 252 tấn nước ép chanh dây đi 21 quốc gia trên thế giới. Mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường nước ngoài, chính là một trong những mục tiêu đang được tỉnh Lâm Đồng tập trung đẩy mạnh nhằm giúp cho bà con nông dân và các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả canh tác, giảm bớt áp lực với thị trường nội địa. Cũng thông qua việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, nhiều hướng đầu tư mới, quy trình canh tác tiên tiến tiếp tục được áp dụng. Với gần 20.700 con đang bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì ổn định và số lượng bò sữa tăng gần 3% so với cùng kỳ, chất lượng con giống được nâng lên. Nguồn sữa tươi nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Việc phát triển đàn bò sữa theo đúng định hướng và có hợp đồng thu mua sữa chặt chẽ với đơn vị chế biến, đồng thời đảm bảo nguồn thức ăn và các điều kiện sản xuất khác đang được thực hiện hiệu quả, phù hợp với hướng phát triển bền vững bò Lâm Đồng. Đáng chú ý, công tác kiểm soát chất lượng được các doanh nghiệp tổ chức chặt chẽ, gần như toàn bộ sản phẩm sữa tươi của bà con nông dân được thu mua với giá cả phù hợp, dao động từ 10.000 đến 14.000 đồng mỗi lít, tăng hơn so với năm 2018 là từ 7.000 đến 10.000 đồng mỗi lít. Điều này cho thấy chất lượng sữa tươi tại các nông hộ chăn nuôi bò sữa hiện nay khá tốt. Nếu như trong chăn nuôi, việc nuôi bò sữa đang trở thành một trong những hoạt động kinh tế mũi nhọn, thì trong lĩnh vực trồng trọt, bên cạnh sản xuất rau hoa, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn trái, thì nghề trồng dâu nuôi tầm Lâm Đồng cũng đang ngày càng chứng minh được hiệu quả và giá trị của mình. Đặc biệt là nhờ giá kén thời gian vừa qua tiếp tục ổn định ở mức cao, dao động từ 150.000 đến 180.000 đồng một ký kén, đã khuyến khích bà con nông dân tăng cường áp dụng nhiều kỹ thuật chăm tầm tiên tiến. Hiện, kỹ thuật nuôi tầm con tập trung, nuôi từ tuổi 1 đến tuổi 3 khá phổ biến với tính chuyên môn hóa cao. Toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 100 hộ nuôi tầm con tập trung. Kỹ thuật này góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân như hạn chế bệnh hại tầm, nâng cao năng suất kén, giảm chi phí công lao động, vật tư, thuận lợi tiêu thụ sản phẩm kén, đồng thời còn giúp tạo ra những lô kén đồng đều, nâng cao chất lượng tơ do cùng cơ cấu giống. Liên tục chương trình, những ngày qua nắng nóng liên tiếp gây cháy rừng tại nhiều địa phương miền Trung. Hàng ngàn hecta lúa hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long bị đổ ngã do mưa, gió mạnh. Chuyên mục chuyện nhà nông, bất ngờ với câu chuyện gần nửa triệu đồng một ký vải thiều hữu cơ vẫn không còn hàng để bán. Thưa bà con, sẽ được tiếp tục đề cập đến những câu chuyện và vấn đề đáng chú ý trong sản xuất hiện nay được ghi nhận tại nhiều địa phương trên cả nước. Nắng nóng diễn ra gay gắt tại nhiều nơi, nhất là các tỉnh thành miền Trung đã gây ra nhiều hậu quả cho sản xuất. Đáng chú ý là trong 3 ngày vừa qua, liên tiếp các vụ cháy rừng đã xảy ra từ Hà Tĩnh cho đến Phú Yên. Tại Hà Tĩnh, vào trưa ngày 27 tháng 6, tại đồi thông Linh Cảm thuộc địa phận xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, đã xảy ra một đám cháy gây thiệt hại về rừng khá lớn. Cùng thời gian trên địa bàn xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn cũng xảy ra vụ cháy rừng do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh nên trong một thời gian ngắn ngọn lửa bùng phát.
Trước đó, trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng và gió Tây Nam thổi mạnh, trên địa bàn huyện Lộc Hà, Đức Thọ và Kỳ Anh cũng liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy, làm hư hại hàng chục hecta rừng các loại. Được biết, trong hơn một tháng qua, Hà Tĩnh có hơn 30 điểm phát lửa, trong đó nhiều vụ cháy rừng. Từ ngày 25 đến 27 tháng 6, tại tỉnh Phú Yên xảy ra 4 vụ cháy rừng trồng ở các huyện Tuy An, Tây Hòa và thị xã Sông Cầu. Cụ thể, đến sáng ngày 28 tháng 6, lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt lửa hoàn toàn vụ cháy rừng lớn tại khu vực núi Rọ Hưu, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa. Rừng bị cháy là rừng trồng từ 3 đến 7 năm tuổi. Thiệt hại chưa thể thống kê cụ thể, nhưng ước tính hàng chục hecta rừng đã bị cháy. Trước đó, vào 13 giờ chiều ngày 26 tháng 6, tại khu vực rừng phòng hộ ven biển Từ Nham thuộc xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên cũng xảy ra một vụ cháy rừng lớn, ước tính thiệt hại khoảng 25 hecta rừng phòng hộ. Ngoài ra có hai vụ cháy rừng quy mô nhỏ ở huyện Tuy An. Hiện thời tiết đang trong giai đoạn nắng nóng gay gắt, làm nhiều cánh rừng khô héo, nên ngành kiểm lâm các tỉnh duyên hải miền Trung khuyến cáo chủ rừng hết sức cảnh giác trước nguy cơ cháy rừng. Thưa bà con, cũng là những diễn biến bất lợi của thời tiết, trái ngược với thời tiết nắng nóng khô hanh ở miền Trung. Những ngày này, những cơn mưa lớn và gió lốc đang gây nhiều thiệt hại cho bà con nông dân các tỉnh Nam Bộ. Sau đây là những ghi nhận cụ thể từ chương trình. Tại tỉnh Hậu Giang, mưa lớn và gió lốc những ngày qua đã làm hơn 2.000 hecta lúa hè thu bị đổ ngã với tỷ lệ từ 10 đến 80%, tỷ lệ thiệt hại từ 5 đến 30%, tập trung chủ yếu ở huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, Long Mỹ. Các trà lúa bị đổ ngã đã vào chín, sắp thu hoạch, giai đoạn trổ đến ngậm sữa. Cùng với đó đã có khoảng 16 hecta lúa giai đoạn mạ ở huyện Long Mỹ bị ngập úng với tỷ lệ 10 đến 30%. Lúa hè thu vụ này còn bị sâu bệnh nên năng suất không cao, giá cả bấp bênh, lợi nhuận chỉ từ 10 đến 15 triệu đồng một hecta. Hiện ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các trạm tuyến huyện tăng cường công tác thăm đồng, theo dõi, ghi nhận mức thiệt hại và vận động nhân dân thu hoạch sớm đối với trà lúa đã vào giai đoạn chín để giảm thấp thiệt hại, đồng thời tăng cường khâu bơm thoát nước nhằm hạn chế thiệt hại trong những ngày tới đối với trà lúa giai đoạn trổ đến ngậm sữa. Vụ lúa hè thu 2019 của Hậu Giang xuống giống được hơn 76.000 hecta lúa giai đoạn mạ đến thu hoạch. Tại tỉnh Cà Mau, liên tiếp trong những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng làm hơn 100 hecta lúa hè thu của bà con nông dân thành phố Cà Mau bị ngập úng. Theo bà con nông dân, phần lớn số lúa bị ngập úng là giống lúa mới gieo xạ được từ 10 đến 15 ngày tuổi. Địa phương đã mở tất cả các cống tiêu, triệt để tận dụng khả năng tiêu nước và vận hành tất cả các trạm bơm tiêu úng trên địa bàn, tập trung hạ thấp mực nước, khắc phục tình trạng ngập úng. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. Gần 20 tỷ đô la Mỹ, đây là giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm nay của nước ta. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,2%. Tuy vậy, riêng các mặt hàng nông sản lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 6 ước đạt 3,63 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt 19,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá trị xuất khẩu thủy sản và lâm sản đều tăng, thì xuất khẩu các mặt hàng nông sản giảm tới 9,2% so với cùng kỳ năm trước. 4 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc cũng giảm. Có thể thấy thị trường nông sản trong tháng 6 qua ghi nhận diễn biến phức tạp, giá tôm tăng nhưng giá lúa gạo, cà phê và cá tra giảm. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện, mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Nội dung đầu tiên mà chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay muốn chia sẻ với quý vị ở mục Chuyện Nhà Nông, đó là câu chuyện ở thủ phủ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc vụ thu hoạch vải thiều năm 2019. Năm nay giá vải thiều được thu mua rất cao, trung bình là khoảng 36.000 đồng mỗi ký. Đáng chú ý là ngoài diện tích vải thường, huyện Lục Ngạn còn là mô hình trồng vải thiều hữu cơ với diện tích là 20 hecta, với giá bán rất cao lên đến gần nửa triệu đồng một ký nhưng vẫn cháy hàng. Vì sao mà vải thiều lại có mức giá cao đến không ngờ như vậy? Mời quý vị cùng tìm hiểu. Cùng với các mô hình sản xuất an toàn khác, điều đặc biệt là năm nay huyện Lục Ngạn, Bắc Giang thực hiện mô hình trồng vải thiều hữu cơ với diện tích 20 hecta. Đây là lần đầu tiên huyện tiến hành trồng thí điểm có liên kết với doanh nghiệp. Các vườn được chọn trồng vải thiều hữu cơ đều là vườn vải có chất lượng, chủ vườn là người có nhiều kinh nghiệm trồng và chăm sóc. Đặc biệt, vườn vải còn được lắp đặt camera giám sát toàn bộ quy trình chăm sóc cũng như thu hái. Năm đầu thử nghiệm, sản lượng vải thiều hữu cơ đạt 200 tấn.
Chúng tôi thấy rất là mới mẻ là bởi vì là những cái bao bì, những cái hộp rồi đựng vào từng quả một là đối với người nông dân rất là quý và có thể nâng niu từng quả rồi đặt vào, cảm thấy là nó rất là quý. Đến bây giờ là có rất nhiều người điện đến hỏi chúng tôi muốn mua là mua bằng cách nào, rồi thì ra làm sao, với giá tiền là bao nhiêu, cũng rất nhiều người hỏi đấy. Thế chúng tôi thấy cũng rất là vui mừng và phấn khởi. Đến nay, vải đã bán hết với giá 80.000 đồng một ký. Đặc biệt, những quả vải thiều hữu cơ được tuyển chọn kỹ lưỡng, đóng vào hộp giấy. Loại hộp giấy này được đặt làm từ Nhật Bản chuyển về, xuất bán tại vườn với giá 200.000 đồng một hộp 12 quả, khoảng gần 17.000 đồng một quả. Chúng tôi là cùng với lại việc là hướng dẫn bà con nhân dân, thế rồi đầu tư cái phương tiện kỹ thuật, thế đồng thời xây dựng cái trang web và cùng với lại Denco xây dựng cái ý tưởng về bao bì cũng như là cái thị trường là phù hợp để phân phối thì cho các cái thị trường, các cái hộ gia đình có điều kiện để mà yêu cầu các sản phẩm chất lượng cao thì rất là hiệu quả. Bên ngoài hộp đựng vải thiều có dán tem truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng chỉ cần điện thoại tra cứu theo phần mềm sẽ ra toàn bộ thông tin về sản phẩm. Dù giá khá đắt đỏ, song loại vải này vẫn được mọi người tranh nhau mua mà doanh nghiệp không có hàng để bán. Câu chuyện 200.000 đồng một hộp vải thiều tại thị trường nội địa, dù mới làm thử nghiệm nhưng đây là tín hiệu vui, là tiền đề để người nông dân liên kết cùng doanh nghiệp làm ra sản phẩm có chất lượng tốt, đem lại giá trị kinh tế cao. Vâng, cũng là câu chuyện liên kết sản xuất, tìm đầu ra hiệu quả cho sản phẩm nông nghiệp. Thưa bà con, để liên kết sản xuất ngày càng hiệu quả, tại tỉnh Lâm Đồng, ngành nông nghiệp địa phương đã phối hợp cùng Bưu điện Lâm Đồng tạo điều kiện cho bà con nông dân và các doanh nghiệp, nhất là những đơn vị tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới, quảng bá tiêu thụ sản phẩm thông qua sàn thương mại điện tử postmart.vn. Khi tham gia vào chương trình này, các tổ chức cá nhân có trách nhiệm và quyền lợi cụ thể như thế nào? Phóng viên của chương trình đã phỏng vấn ông Vũ Xuân Việt là giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng những nội dung đó. Xin mời quý bà con cùng quan tâm theo dõi. Thưa ông, nội dung cụ thể của chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart của chúng ta là gì ạ? Cái sàn thương mại điện tử Postmart này thì những cái sản phẩm đặc sản vùng miền nói chung và những sản phẩm OCOP nói riêng sẽ được quy hoạch một cái vùng riêng trên sàn thương mại điện tử. Ở các địa phương thì lên sàn sẽ được cái dán cái nhãn OCOP ở cái logo của nhà cung cấp và dán cái nhãn OCOP lên cái hình ảnh của sản phẩm, tăng cái tính nhận diện của cái sản phẩm đó. Và ngoài ra thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ thiết kế một cái công cụ để truy xuất nguồn gốc của nhà cung cấp, nguồn gốc của sản phẩm. Thì vâng, vậy thì khi tham gia chương trình mà ông vừa chia sẻ thì các bên cần phải hội tụ đầy đủ những điều kiện gì cũng như là trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia chương trình mà các bên được hưởng? Mỗi nhà sản xuất đều phải có những điều kiện cụ thể. Tuy nhiên thì ở đây ưu tiên đặc biệt cho những cái sản phẩm OCOP. Đối với nhà cung cấp tham gia cái chương trình OCOP có những sản phẩm đủ điều kiện được địa phương công nhận thì hiển nhiên được đưa thông tin sản phẩm lên cái sàn. Ngoài ra thì sàn thương mại này cũng hỗ trợ cho những cái tiểu thương, những hộ gia đình cá thể sản xuất sản phẩm đơn sàn, nhưng những hộ này chỉ được đăng ký ở cái tài khoản cá nhân để đưa sản phẩm lên sàn và phải có cái địa chỉ thông tin rõ ràng về cái nhà sản xuất đó. Nếu cá nhân đó chưa đủ điều kiện, chưa đủ khả năng để quản lý cái việc giao dịch trên sàn thì sẽ thông qua Bưu điện tỉnh sẽ hỗ trợ việc bán sản phẩm trên sàn. Đối với sản phẩm OCOP đưa lên sàn thì sẽ được miễn phí sàn 100%. Những sản phẩm OCOP được ưu tiên những vị trí thuận lợi, dễ nhận biết để cho khách hàng dễ xem, được miễn phí thuê gian hàng. Cái phí mà giao dịch thành công trên sàn chỉ có 5% thôi. Các sản phẩm OCOP được miễn phí 10% cái phí vận chuyển theo cái giá hiện tại quy định và tối thiểu được miễn 30% cái phí tiếp thị trên sàn. Còn trách nhiệm của những cái nhà cung cấp khi mà cung cấp sản phẩm cho khách hàng qua sàn thì phải đảm bảo đúng cái chất lượng, cái loại sản phẩm, màu sắc, chủng loại, vân vân mà khách hàng đã đăng ký, tránh việc nhầm lẫn khi khách hàng đăng ký sản phẩm này mà anh cung cấp sang sản phẩm khác. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình. Thưa bà con, những nội dung chia sẻ đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Kim Quý và Thiên Phước xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.